Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu bác một chiếc xe đua mang thương hiệu rất là nổi tiếng, BT Win của Phần Lan. Vâng, xe được trang bị khung nhôm càng carbon. Vâng, chiếc xe rất nhẹ các bác nhá. Giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và cũng như những chiếc xe trước em đã review về thương hiệu Chiban BT Win năm 20, thì đây là chiếc xe vẫn là tông màu cam trắng các bác nhé. Em đánh giá hình thức chiếc xe là trên 90%. Chiếc xe rất là mới, mang thương hiệu của Phần Lan, BT Win Chiban năm 20. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này, BT Win Chiban năm 20 nhé. Đây là hình thức khung màu trắng cam. Cái sơn xe rất là mới, càng carbon. Vâng, sơn carbon này. Và chiếc xe này được làm bằng khung thì được làm bằng hợp kim nhôm 6061. Đây là một hợp kim nhôm em đã giới thiệu rất nhiều lần rồi. Cho xe độ nhẹ, rất nhẹ các bác nhé. Cọc yên và yên nguyên bản của thương hiệu BT Win. Đây, yên rất là mới các bác nhé. Yên rất là mới đây. Xe đến từ thương hiệu Phần Lan. Đây là cờ của sản xuất. Phanh 3 mảnh nguyên bản của hãng BT Win. Đây chỉ ở những vết bụi thôi, lau đi hết. Chiban 520. Cổ phốt ghi đông nguyên bản của BT Win. Vâng, các bác có thể thấy đây, nguyên zin theo xe. Càng trước càng carbon các bác nhá. Vâng, bộ phanh trước của BT Win. Vâng, và xe có bộ tay tay lắm này, có lỗ giúp thoát hơi, thấm hút mồ hôi khi các bác đi xe. Tay nắm rất là êm, tay nắm da cũng rất là êm các bác nhé. Tay nắm bộ tay quấn đỏ đen, cam đen, giống màu xe. Vâng, và xe sử dụng bộ tay lắp của Shimano Sora. Bên này bên lip 9 tốc độ đây, 9 tầng bấm. Còn đây là bên đĩa 3 tầng cho xe tới 27 tốc độ. Các bác lưu ý đây là một chiếc xe đua và có 27 tốc độ các bác nhá. Thường những chiếc xe đua khác thì chỉ có 2 đĩa thôi, xe này được trang bị tới 3 đĩa. Đấy là một điều đặc biệt của hãng. Vâng, em sẽ quay thông số lốp. Lốp Kenda. Và thông số lốp là 700x25C. Vâng. Chiếc hình thức lốp thì rất cơ bản, dễ dàng thay thế. Bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano Sora. Đây chỉ vết bụi thôi, lau đi hết. Đùi đĩa rất là mới, gạt đĩa của Shimano Sora.
phủ đây là Shimano Soran. Xích và lip rất là mới, nguyên bản theo Shimano các bác nhé. Đây hình thức lốp sau, sau rất là mới đây. Wow. Phanh ba mảnh. Giờ sẽ đo size đứng của xe. 47. Vâng, và xe có size đứng là 47. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá hoạt động, chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xuống lip. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano Sora. Xích và lip thì của Shimano. Lên lip. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Vâng. Đây bên đĩa, gạt đĩa của Shimano Sora, đùi đĩa cũng của Sora luôn, xuống đĩa. Đùi đĩa 3 tầng. Lên. Vâng, chuyển động rất tốt. Một chiếc xe mang thương hiệu BTWin Chiba 520. Một thương hiệu Phần Lan. Sử dụng nguyên bộ group chuyển động của Shimano Sora. Khung nhôm 6061, càng trước carbon. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe BTWin Chiba 520 mang thương hiệu của Phần Lan. Xe được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 8.900.000, miễn phí ship toàn quốc và 1 năm. Các bạn tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những hình chi tiết nhất về chiếc xe. Và lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhớ chiếc chuông để xem những mẫu xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video.